Quý khán giả và các đồng chí thân mến, trong chương trình Biển đảo Tổ quốc tuần trước, chúng ta đã tới đảo Mắt, hiểu rõ hơn nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn hỗn hợp 32 đảo Mắt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Vậy cuộc sống của những người lính trên hòn đảo tiền tiêu này trong khó khăn gian khổ có niềm vui, sự sẻ chia gắn bó như thế nào? Ý chí, quyết tâm của họ ra sao? Mời quý khán giả và các đồng chí theo dõi phần tiếp theo của ký sự Đảo Tiền Tiêu xứ Nghệ ngay sau đây. Khó khăn có cùng nước hết thiếu nước, đi lại cùng khó khăn, nói chung đi lại với là cái sinh hoạt hàng ngày như nước với là nói chung nó vẫn không như trong đất liền. Có hôm đầu hôm thứ hai là vẫn là thấy mệt, đi gần mấy hôm nó quen. Những chiến sĩ mới như Mạnh, như Huân ngày nào cũng đi bộ leo dốc nên chỉ mất ít ngày là quen với đường đi trên đảo. Còn với những người lần đầu tiên đến đảo như chúng tôi, đến được đơn vị đóng quân gần tiểu đoàn bộ nhất cũng là một hành trình đầy mồ hôi và tưởng chừng như cạn kiệt sức lực. Bộ đội đảo gọi đây là dốc cổng trời. Có lẽ vì nó dốc gần như thẳng đứng. Đây chỉ là một đoạn đường rất ngắn trong cả chặng đường nếu muốn đi hết các đơn vị của tiểu đoàn. Thường xuyên đồng hành với bộ đội trên đảo trong mỗi chuyến tuần tra là những chú chó này. Chúng cực kỳ nhanh nhạy, có thể phát hiện ngay các mối nguy hiểm trên đường đi như rắn rết, đặc biệt là trong đêm tối. Đi lại ở đảo có lẽ vất vả nhất là vào mùa hè, vì nóng, cái nóng oi nồng, hầm hập. Và cũng thật may mắn, ở đảo, trên đá, cây vẫn bám rễ, vươn lớn sừng sững, che mát cho bộ đội. Leo lên những con dốc, đi dưới những khe đá mà lên cao để đón được cơn gió từ biển thổi vào. Đó là khoảnh khắc có thể thực sự cảm nhận được thế nào là sảng khoái đã đời. Ở với một hòn đảo như thế này thì rừng cây là rất quan trọng. Bởi vì việc nếu như bảo vệ được cái nguồn cây ở trên đảo thì có nghĩa là đã đảm bảo được, thứ nhất là đảm bảo được độ che phủ ở trên đảo. Đối với mùa hè thì hạn chế được cái nắng nóng, và chính hạn chế được nắng nóng thì hạn chế được cái nguồn sử dụng điện. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đối với việc chúng ta giữ được cây xanh thì có nghĩa là chúng ta đã giữ được cái độ ẩm, cái nguồn nước ở trên ở trong cái lòng đất. Thì như vậy thì đảm bảo được cái nguồn nước ở trong cả cái khe nước ra, thì như vậy sẽ là cái tạo được cái nguồn nước phục vụ cho cái sinh hoạt của bộ đội. Đấy là rất quan trọng. Ở đâu khó có bộ đội, cây rừng cho bóng mát, núi đá cho nước ngầm, rừng cho cây lá để bộ đội tăng gia sản xuất, chăn nuôi trồng trọt. Đảo đá nhiều thử thách nhưng bộ đội luôn tìm ra cách. Với bộ đội đảo Mắt, hành quân cơ động đến thao trường đã là một cách xen thể lực bền bỉ, dẻo dai. Và đi lấy nước cũng là một bài tập thể lực cường độ lớn. Đây là hình ảnh bể chữ nước ở đảo vào mùa mưa.
Khắp đảo, những bể nước như thế này được đặt để lấy nước từ trên núi đổ về khi mưa xuống. Nước này phục vụ cho việc tưới tiêu, tăng gia sản xuất của các đơn vị. Khi ấy, rau cũng lên xanh mướt, non mơn mởn. Mùa hè năm nay, đảo chưa có một cơn mưa. Mạch dẫn nước dọc các con dốc, đường đi trên đảo đều khô khốc. Bể trữ nước mưa của các trung đội đang dần cạn kiệt. Bộ đội tìm cách trữ nước từ những mạch ngầm của núi rỉ ra như thế này. Chắt chiu từng giọt nước ngầm để có nước tưới cho rau. Đơn vị nào cũng cố gắng tạo một vườn rau xanh gần nguồn nước nhất có thể. Nhưng không phải đơn vị nào cũng có vị trí đóng quân thuận lợi. Cái nắng gay gắt kéo dài, không có mưa, phải chấp nhận có những vườn rau chậm lớn cháy nắng. Và trong khó khăn, nhiều sáng kiến cũng ra đời, như ao trồng rau muống trên bạt này đang là một giải pháp hiệu quả. Trên đảo thì một là nguồn nước là rất là khan hiếm, cho nên để bảo đảm tăng gia sản xuất được thì phải bộ đội phải đi vận chuyển nước ở các cái khu vực ở phía đất xa, cách chỗ vườn tăng gia là gần một cây số. Ở xa bờ thì không có thể dự trữ lượng rau xanh được. Thì nghiên cứu tìm hiểu qua cả cái đơn vị đóng quân ở trên cả cái đảo ở trong nước của ta, ví dụ như ở bán đảo Cam Ranh hoặc một số đảo xa bờ của các đơn vị bạn, cùng với những sự nghiên cứu tại điều kiện ở đảo thì chỉ huy đơn vị đã ban bạc và thống nhất đưa ra cái giải pháp là sử dụng bạt là để không thoát nước, đồng thời mua một số chất tạo mùn ở trong bờ, xong ra là sử dụng đất và cả cái rác trên đảo để làm cái mùn tạo thành một cái ao rau muống, và đã đưa lại cái hiệu quả là rất thiết thực, rau muống phát triển rất là tốt. Lượng rau xanh trên đảo là bảo đảm tốt cái chỉ tiêu cũng như là bảo đảm đủ cho bộ đội sử dụng trong cái điều kiện là đóng quân ở xa đất liền. Trung đội bộ binh vẫn được gọi vui là nhà giàu bởi đơn vị có khu vườn tăng gia đẹp nhất tiểu đoàn. Trung đội có điều kiện đảm bảo tăng gia tương đối thuận lợi hơn so với nhiều đơn vị khác. Như diện tích vườn bằng phẳng, nằm kín gió, gần nguồn nước. Cán bộ chiến sĩ tận dụng mọi thứ sẵn có xung quanh để che chắn, bảo vệ, nuôi dưỡng và chăm sóc vườn rau. Nhà mà nhổ cỏ và tưới nước, bón phân. Thế rồi ạ. Ngoài này cũng hơi vất vả vì nước thì mình mới đi gánh nha. Còn đất thì nó không như đất thung bờ, đất đây đất cát nên làm nó khó. Nước thì mình đi lấy thường xuyên, một ngày mình tưới 2 lần sáng và chiều. Nước bể mình dự trữ lâu ngày đấy. Thường như một vườn này nhà mới lấy tầm 15 đến 20 xô. Trừ những ngày mưa ra, còn ngày nắng là phải đi lấy nước. Còn mình phải che những cái luống đấy, cho nó mát, nó mới giữ được độ ẩm. Giàn thì nhà em tự đấy đi lấy mà. Lên trên rừng lấy về. Phân thì mình lấy xuống ủ với những cây rừng ấy, cây phân rừng ấy, cho nó thành bột ấy, mình trải lên. Không thì mình ngâm với nước trong tưới cho cà với lại. Cái giai đoạn đầu, giai đoạn rải hạt ấy, vất vả nhất là ra thường xuyên chăm bón ấy. Ở đây là có những con dế đấy, nó hay cắm, nó lên được từ ngày nó bị cắm đứt. Đây ngoài này thì có rau khoai với rau dền này. Vì rau tầm tơi dễ trồng nhất. Gắn bó với nhau, cùng nhau làm, mỗi người đều cố gắng nỗ lực từng ngày vì ngôi nhà chung. Đoàn kết là sức mạnh, đây cũng là bí quyết vượt khó của bộ đội đảo mắt. Về chủ đội binh đóng quân, địa hình dốc đá là
khó khăn là một là điều kiện là nước nôi, thiếu thốn đi cơ động lấy nước là rất xa. Anh em trong đội binh là khắc phục ở khó khăn, đều đoàn kết cùng thống nhất là một điểm là luôn luôn là cố gắng sẽ biến đơn vị thành một ngôi nhà chung. Thì chúng tôi đã làm tốt công tác giáo dục quán triệt cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị về cái ý thức trách nhiệm trong việc là tiết kiệm sử dụng điện nước. Đối với các nguồn nước thì chúng tôi đã bằng cái phương pháp để làm sao tiết kiệm được sử dụng nước, như là đào các cái hố gọi là sử dụng hố ga để tiết kiệm cái nguồn nước đã sử dụng để làm cái nguồn nước để tưới cho vườn tăng gia của mình. Còn đối với nguồn nước tắm và giặt thì chúng tôi đã tận dụng thêm các nguồn nước ở sử dụng trong tự nhiên, như ở trong các cái hang đá và các cái khe đá, để mà lấy thêm cái nguồn nước để phục vụ cho việc tắm giặt. Còn cái việc hạn chế tối đa nhất sử dụng nước mưa để phục vụ cho quá trình ăn uống của bộ đội. Trung đội pháo 85 đóng quân dưới dốc đá. Bộ đội tận dụng trồng rau trong hộp xốp, không khác mấy nhà trong thành phố. Bể trữ nước mưa đã cạn từ lâu, phải tiết kiệm tận dụng nước sinh hoạt để tưới cho rau. Đợt này có bị thiếu nước tưới cây không em? Chưa có ạ. Mình phải làm thế nào để có nước đủ tưới cho rau? Dạ, tận dụng nước sinh hoạt hàng ngày rửa bát với rửa rau chị ạ. Nước rửa rau để rang rửa bát. Để trắng quá bẩn, nước bẩn của bát xong rồi rửa xà phòng. Thế còn nước tưới này thì lấy từ đâu? Dạ, nước thải của rửa bát với rửa rau ạ. Có là nước, có. Nước tắm có không? Dạ, nước tắm thì đi xuống về dưới cái xã. Có lẽ chẳng mấy ai có thể có được trải nghiệm tắm ở một nơi như thế này như của cán bộ chiến sĩ trung đội pháo 85. Trải nghiệm cái cảm giác tắm ở đây thế nào? Mệt chị ạ. Mà không có lựa chọn nào khác đúng không? Nước ở trong khe thì đủ cho bạn em tắm không? Có lúc thì ông tiết kiệm. Tiết kiệm thì mỗi đứa một gáo à? Chắc tầm bộn gáo. Có bão thì có mưa, dạ. Thì mình trữ nước ở trên trên bể, thì mình tắm ở trên đấy. Còn mùa mà êm thì mình xuống đây. Nhưng mà mình cũng phải đảm bảo cái an toàn đúng không? Dạ. Mày cẩn thận. Ngoài ra thì mình không, gần nhất là mình không có cái chỗ nào để mà tắm đúng không? Khe núi có mạch nước ngầm, bộ đội đảo xây bể để trữ nước. Nước sạch cho bộ đội tắm, rồi xách về đổ vào thùng phục vụ sinh hoạt. Thế nên bộ đội đi tắm lúc nào cũng xách theo can đựng nước. Anh em rủ nhau đi tắm. Lúc này, Điền tranh thủ nấu cơm. Ngày xưa ở nhà có phải nấu cơm này không? Có. Cũng nấu bếp củi à? Không, toàn Điền không. Ra đây là biết nấu cơm bếp củi đúng không? Đã tập nấu. Tập mất bao lâu thì có mới nấu được nồi cơm ngon? Mất 3 ngày. Cùng sợ mới chị mới chạy ra mới đã được món. Bây giờ cháy là chắc là ăn ngon lắm đúng không? Hầu hết các đơn vị ở đảo tận dụng nguồn cây khô trong rừng để đun nấu. Bộ đội tranh thủ ngày nghỉ vào rừng lấy củi gánh về bếp. Ở đảo Mắt, mạch nước ngầm dồi dào nhất nằm ở địa bàn của trung đội cối 82. Tắm rửa sinh hoạt của bộ đội vì thế cũng được thoải mái hơn so với các đơn vị khác.
nhưng cả đảo đều chờ mưa. Nước mưa vẫn là nguồn nước đảm bảo nhất cho sinh hoạt đời sống của bộ đội. Mùa hè là mùa khó khăn nhất. Cái khó khăn thứ nhất đó là khó khăn về cái điều kiện về mặt nước sinh hoạt. Nước sinh hoạt thì mùa hè là thường là rất là ít mưa. Ngoài này rất là khó mưa cho nên là không có nước để phục vụ cho sinh hoạt. Cái thứ hai nữa là cái nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là nắng nóng thì cái nhu cầu sử dụng điện để mà dùng cái quạt ấy, để phục vụ cho sinh hoạt nó cũng hầu như là rất là hạn chế. Hiện tại thì đơn vị cũng sử dụng cái nguồn máy phát điện, đang sử dụng cái nguồn máy phát điện để phát theo những cái thời gian nhất định cho phục vụ một số cái thời điểm sinh hoạt quan trọng của đơn vị. Còn ngoài ra thì chúng tôi cũng cố gắng tiết kiệm tốt nhất để đảm bảo được cái nguồn sinh hoạt cho đơn vị. Bộ đội đảo quen với vất vả. Lúc mặt trời tắt nắng là lúc bộ đội được nghỉ ngơi. Bữa cơm cùng nhau như người thân trong gia đình. Hết giờ sinh hoạt buổi tối cũng sẽ là lúc cắt điện. Nhiệm vụ tuần tra đêm vẫn được duy trì thực hiện. Có ánh sáng từ chiếc đèn pin. Đường ở đảo, chân bộ đội chẳng lạ chỗ nào. Một ngày mới lại bắt đầu với bộ đội đảo mắt. Trong nắng gió đảo xa, luôn có những niềm vui. Cuộc sống ở đảo cũng thoải mái. Được ngắm cảnh, biển. Em thấy mấy anh ngoài này cũng sống vui vẻ, tình cảm, giúp đỡ nhau. Rồi anh em ngồi nói chuyện, rồi bày bảo nhau rồi. Vào đây thì em học hỏi được nhiều cái, cảm thấy người mình khác hẳn với lúc nhà, chín chắn hơn. Đại hội Đảng bộ Tiểu đoàn Hỗn hợp 32 Đảo Mắt vừa được tổ chức thành công, như một minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của cán bộ chiến sĩ toàn tiểu đoàn. Mặc dù là thời tiết khí hậu ngoài đảo thì là khắc nghiệt, khó khăn, nhưng mà cán bộ chiến sĩ cũng là quyết tâm khắc phục khó khăn đó. Chúng tôi là tập trung vào cái nội dung là quán triệt triển khai đời cán đảng viên, cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ về các công văn chỉ thị hướng dẫn nghị quyết của trên, vận dụng vào cái cấp mình, đặc biệt chủ động vào khâu là ra nghị quyết và triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, ngày càng đi vào cái đời sống của cán bộ đảng viên trên đảo. Tiếp tục huấn luyện, tiếp tục luyện rèn. Thao trường đổ mồ hôi cho những ngày giữ đảo nhỏ bình yên. Chúng tôi tin tưởng rằng với cái quyết tâm của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và sự nỗ lực trực tiếp của cán bộ chiến sĩ trên đảo sẽ thực hiện tốt cái nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đảo trong bất cứ tình huống nào và là nơi là tuyến đầu trong cái khu vực phòng thủ của tỉnh.